Mời quý vị và bà con cùng theo dõi chuyên mục khuyến nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và bà con, nhằm cải thiện thu nhập cho bà con nông dân, thời gian qua các địa phương trên địa bàn huyện Điện Biên đã chú trọng khuyến khích phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhờ được hỗ trợ về vốn, giống và khoa học kỹ thuật, đến nay nhiều diện tích vườn tạp đã từng bước được người dân cải tạo hoặc chuyển đổi thành các vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả. Phóng sự sau đây sẽ là một vài ghi nhận của chúng tôi. Hưởng ứng chủ trương mở rộng vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả, năm 2018, gia đình ông Lò Văn Thanh, thôn Thanh Hòa, xã Thanh Hưng cải tạo 8.000 m2 vườn tạp để trồng 200 cây vú sữa. Do thích nghi tốt với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, hầu hết các cây vú sữa đều cho quả bói, chỉ hơn 2 năm trồng và chăm sóc. Xã Thanh Hưng, cây vú sữa nó lại hợp thổ nhưỡng của đất. Cây này nó có về thu nhập thì là nó cũng giá thành cao, nên là tôi cũng mạnh dạn là tham gia cái mô hình thực hiện cây vú sữa của tỉnh. Vào năm thứ hai thì cây của tôi cũng đã cao hơn 2 mét rồi, đang bắt đầu ra hoa và bói. Phong trào cải tạo vườn tạp để phát triển cây ăn quả ở huyện Điện Biên đang ngày càng được người dân hưởng ứng rộng rãi. Nhìn khu vườn bưởi tươi tốt này, có lẽ ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước nơi đây vẫn còn là những bãi màu cằn cỗi. Được trồng theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm, 4 hectare bưởi da xanh đang mang đến cho người dân bản Hồng Lệnh và bản Hạ, xã Thanh Nưa sự lạc quan rất lớn. Mấy năm trước là gia đình trồng khoai với trồng mía, trồng từ ấy, thì không đem lại được lợi nhuận. Xã có tuyên truyền bảo là trồng bưởi da xanh, hy vọng cây bưởi sẽ được hiệu quả, đem lại cho bà con để xóa đói giảm nghèo. Đến thời điểm hiện tại, huyện Điện Biên có trên 1.100 hectare cây ăn quả các loại. Để nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, một trong những giải pháp trọng tâm đang được huyện Điện Biên thực hiện là xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm. Trong đó đã có 50 hectare bưởi da xanh và 10 hectare cây vú sữa được ký cam kết bao tiêu sản phẩm. Bắt đầu từ năm 2020 thì đối với cây ăn quả thì cái chủ trương của huyện thì cũng sẽ tập trung vào tìm hiểu rồi nắm bắt nhu cầu của bà con đối với những cái loại cây ăn quả đặc thù khác. Đấy, còn đối với những cái diện tích cây ăn quả bưởi da xanh hay là cây vú sữa thì huyện sẽ tập trung vào cái việc đó là về phát triển, chăm sóc để cây phát triển tốt, và tiếp theo thì cũng sẽ có những cái làm việc cụ thể với cái đơn vị là bao tiêu sản phẩm để từ đó là sẽ cùng làm việc với bà con và thống nhất những cái phương án để làm sao thu mua khi mà có các cái lứa quả đầu tiên. Để phát triển vùng cây ăn quả chủ lực, xây dựng vùng sản xuất tập trung giai đoạn 2021-2025, huyện Điện Biên sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn GAP hữu cơ. Song song với đó là tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, khuyến khích tạo điều kiện thực hiện các dự án liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ trong sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập bền vững cho người nông dân. Thưa quý vị và bà con, trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, không những sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn mà còn gây ra sự lãng phí và những tác động xấu đến môi trường. Do vậy, việc tuân thủ hướng dẫn sử dụng luôn được các cơ quan chuyên môn khuyến cáo đến bà con nông dân. Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật từ lâu vẫn là tình trạng thường thấy ở cánh đồng Mường Thanh. Thông thường khi thăm đồng kiểm tra, chỉ cần thấy các dấu hiệu xuất hiện của sâu bệnh là người dân ngay lập tức sẽ phun thuốc bảo vệ thực vật. Thậm chí nhiều trường hợp phun thuốc do thấy người hàng xóm đi phun ruộng nhà họ mà không cần xác định mật độ sâu bệnh ở ruộng nhà mình đã đến ngưỡng phòng trừ hay chưa. Cứ thấy người ta phun, ôi giời, sợ ruộng mình cũng có bệnh. Không chỉ lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng lạm dụng phân bón, sử dụng phân bón không đúng hướng dẫn cũng còn phổ biến. Thực tế, dù lúa đang nhiễm đạm ôn khá nặng, không ít hộ
vẫn tiến hành bón đạm. Bây giờ này đi bón đạm để nó cho nó phát triển cái lúa nó tốt hơn lên thôi. Sau các đợt rét đậm rét hại, cây lúa cần được bổ sung lân và kali để tăng khả năng hồi phục. Nhưng việc bón đạm đã vô tình làm sâu bệnh phát triển mạnh hơn. Vụ đông xuân năm nay, huyện Điện Biên gieo cấy trên 4.100 ha lúa. Để cây lúa phát triển tốt, theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần người dân tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Bởi nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng hướng dẫn sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn, gây ra sự lãng phí không đáng có mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Bón phân thì bón theo giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây. Thế còn đối với lại phòng trừ sâu bệnh thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và khi phát hiện có hiện tượng bệnh gây hại thì sẽ tiến hành phòng trừ. Còn đối với sâu thì chúng ta sẽ kiểm tra trên đồng ruộng là theo cái tỷ lệ sâu gây hại. Nếu đã đến ngưỡng phòng trừ thì lúc đó là chúng ta mới tiến hành là phun thuốc để xử lý. Thời gian gần đây, thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Trong quá trình chăm sóc lúa, đối với những diện tích xuất hiện đạo ôn lá, người dân cần lưu ý là tuyệt đối không được sử dụng các loại phân bón có chứa hàm lượng đạm và phân bón qua lá. Nên tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ để nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh. Đồng thời, cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, chủ động dự báo những diễn biến phát sinh của sâu bệnh để tính toán biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả. Đặc biệt, chỉ nên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ sâu bệnh đã đến ngưỡng phòng trừ. Thưa quý vị và bà con, thời gian gần đây giá cả các loại thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng mạnh, trong khi đó giá sản phẩm chăn nuôi có tăng nhưng không tương xứng, khiến cho bà con nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Trước tình hình đó, nhiều hộ đã nhanh nhạy chọn cách tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, tự sản xuất thức ăn để tiết giảm chi phí. Trong phần cuối của chuyên mục khuyến nông kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu một mô hình như vậy để bà con tham khảo. Thức ăn hiện chiếm từ 50 đến 80% tổng chi phí trong chăn nuôi. Bởi vậy, khi giá tăng cao, gia đình ông Lường Văn Hiến, bản Na Ngám 1, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, đã chọn cách tự sản xuất thức ăn cho đàn vật nuôi nhà mình. Trước đây, với 40 con lợn, hàng trăm con gia cầm và trên 2.400 m2 ao cá, mỗi ngày gia đình phải chi gần 1 triệu đồng tiền thức ăn. Từ khi mua máy ép cám viên về tự sản xuất thức ăn chăn nuôi, chi phí thức ăn đã giảm đi đáng kể. Không những thế, cám viên ép thành phẩm ở nhiệt độ cao nên cá và gia súc gia cầm có thể ăn được ngay mà không mất thêm công đoạn chế biến. Mua cám ngoài thì nó lắt. Bây giờ mình phải tự chế sáng kiến cái cám này thì nó giảm được chi phí của mình. Ví dụ là 100.000 thì tiết kiệm được 40.000. Sau nhiều tháng nuôi bằng thức ăn tự chế biến, ông Hiến cho biết đàn vật nuôi khỏe hơn, sinh trưởng tốt, chi phí đầu tư cho chăn nuôi cũng được tiết kiệm đáng kể. Cụ thể, giá cám viên tự làm thấp hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng 1kg so với cám công nghiệp. Như vậy, chỉ tính riêng tiền thức ăn, một tháng gia đình cũng tiết kiệm được từ 9 đến 10 triệu đồng. Hơn nữa, việc áp dụng máy móc để tự sản xuất cám viên còn giúp ông chủ động và linh hoạt thay đổi chế độ dinh dưỡng cho gia súc gia cầm theo từng giai đoạn phát triển. Ngành chăn nuôi này nó tự cung tự cấp thì anh ấy tự làm thì gọi là sức đề kháng nó cao, gọi là xem làn lợn nó cũng tốt so với mua ở ngoài. Thức ăn mua ở ngoài thì nhiều khi nông dân không biết thì đi mua thuốc ăn hết hạn hết hiếc ấy, nó hay ra tiêu chảy. Việc mạnh dạn ứng dụng máy móc kỹ thuật hiện đại vào sản xuất thức ăn chăn nuôi đã không chỉ giúp gia đình ông Lường Văn Hiến duy trì và phát triển chăn nuôi ổn định trong điều kiện nhiều khó khăn. Điều này còn thể hiện sức sáng tạo, sự nỗ lực vượt khó không ngừng của những người nông dân hiện đại. Trong điều kiện giá cả các loại thức ăn chăn nuôi có nhiều biến động leo thang, mô hình tự sản xuất thức ăn chăn nuôi của gia đình ông Lường Văn Hiến là một cách làm hay có thể nhân rộng. Chuyên mục khuyến nông kỳ này đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con.